Mời quý vị đến với lại Bạt Ngàn, loa Đức, loa Mỹ, loa Anh, loa Pháp. Vừa rồi em đã giới thiệu đến quý vị 4 đôi loa. Thứ tự là đôi loa Scott, Avon và Boston và Kép của Anh. Sau đây mời quý vị đến với lại 3 đôi loa phía trong và dần dần ra bên ngoài nữa. Bắt đầu từ đôi loa AR đi. Đây là đôi loa AR, AR35SE. Báo giá luôn cho quý vị là đôi loa AR35SE này có mức giá là 3,9 triệu. Con này có ê căng đầy đủ, mặt trước con đang để ê căng. Đây là con AR35SE, được chưa? Con này công suất tối đa 90W, 90W, được chưa? Trở kháng 8 ohm. Dòng loa AR này khá là nổi tiếng, khá là nổi tiếng. Rồi, cho cái chất âm này quá là mềm mại. Đây là đôi loa AR được sản xuất tại Canada. Canada. Đây, em cho quý vị đọc theo cái thông số của em nói. Đôi loa AR, con này dòng Canada đây, made in Canada. Đôi loa AR này được sản xuất tại Canada, được thiết kế với lại một bát 20 màng giấy gân vải tầm dầu. Gân vải tầm dầu này cho độ bền rất là, và con này này, gân còn zin nên là rất là mềm. Quá là mềm luôn. Trên này nó thiết kế với lại một con tép giấy, một con tép giấy. Nhìn nó thế này thôi, dưới cùng là lỗ thông hơi. Dòng AR mà có lỗ thông hơi này thì bát xuống cũng không phải đơn giản, bát không đơn giản. AR có lỗ thông hơi thì cũng không đơn giản đâu các bác ạ, bởi vì là cái thế mạnh của dòng loa Canada, phải nói luôn là cái thế mạnh của dòng loa Canada là bát rất sâu, rất mềm, sâu mềm và lực luôn, uy lực. Chính vì vậy nên là tất cả các bác, từ ngày em bán loa Canada các bác biết rồi, quá nhiều đôi Canada rồi. Và dòng Canada thì đánh với lại Onkyo, một số dòng âm đi khác cho chất âm hay lắm, mộc hay. Ngoài ra thì cái giá thành của nó không đến nỗi mà cho quý vị phải ngất ngây toát mồ hôi. Không có đôi loa nào không hay cả. Các bác không ghép được thì các bác bảo ột lấy đôi này, ghép cho anh con âm ly vào nó, em sẽ ghép cho, được chưa? Đôi loa này có mức giá là 3,9 triệu. Thì giờ em đo chiều cao của em nó này, 1, 2, 3, chiều cao của em nó là 50 cm, chiều ngang là 25 cm và chiều sâu là 22 cm, cả ê căng 22 cm. Mức giá là 3,9 triệu với con AR, AR35SE hàng Canada, bát 25, đấy, ê căng đầy đủ. Sang đến đôi loa thứ hai. Về dòng loa này, dòng loa cũng như dòng đài, một số đài hoặc là một số thiết bị mang tên những dòng này các bác tham khảo hộ em ạ, chứ không để bảo nói bốc nói phét. Đây là dòng loa Bellvox, Bellvox S35, hàng made in Denmark. Con này công suất 50W. Với dòng loa Bell này, em chỉ nói luôn là loa Bell này, đài Bell hoặc những thiết bị sản xuất mang thương hiệu của Bell, nó không có nhiều trên thị trường. Và những dòng loa cũng như là những chiếc đài nó sản xuất có số lượng, cái đấy thì em cũng được nhiều bác hướng dẫn, cũng là để em tham khảo. Thì đã nghiên cứu vì có rất nhiều những chiếc đài cũng như là chiếc đôi loa, có nhiều đôi loa họ chỉ sản xuất theo số lượng rất là ít. Bởi vì tại sao? Cái chất lượng của nó rất là hay, rất là cao. Và cái số lượng ít mà cái giá thành của nó thì lại quá là cao, quá là cao. Ví dụ như cách đây khoảng độ gần một tháng em có bán chiếc đài mà khi gần sờ đến tay đến màn nó là nó tự chạy ra chạy vào đấy. Có những chiếc đài đấy khi mới cách đây khoảng 5-7 năm gần chung năm về trước nó tiền trăm. Nhưng bây giờ thì về thì nó chỉ có hơn chục thôi, hơn chục hàng bãi thôi, nhưng mà nó cũng còn rất là đẹp rồi. Thì đây là con dòng loa Bellvox, nó cũng mang tên logo cũng như thương hiệu của dòng đó. Nó là những dòng loa được sản xuất không có nghĩa không sản xuất đại trà, nó chỉ sản xuất có số lượng. Đấy. Con này được thiết kế với lại vỏ vân gỗ ạ. Thì về đằng trước của nó đây, thì một con em quay sau, một con em quay trước. Đằng trước của nó được thiết kế với lại xung quanh là một cái viền nhôm. Viền nhôm. Và cái mặt này này, mặt này của nó thì được nó không phải là nhựa, nó gọi là cái gì nhỉ, composite là cái gì nó quên mất,
nó hay sản xuất như dòng loa JBL đời mới bây giờ đấy. Nên là nhựa thì tiếng âm thanh nó lại không hay lắm. Đấy, nó cho chất âm rất là độc đáo. Cái con tép này của nó các bác nhìn đây này. Nó không khác, nó không giống như dòng loa tép khác đâu. Đó. Nó không giống như dòng nào cả. Riêng dòng loa này thì báo cáo quý vị là không phải là quý vị cứ thích là quý vị kiếm được nó đâu. Không phải là thích là kiếm được nó đâu. Có nhiều đôi loa dễ kiếm lắm nhưng như đôi này không phải thích là kiếm được. Đấy. À, con này được thiết kế về một bát 20 màng giấy gân cao su, gân cao su còn nguyên của em nó luôn. Em này gân cao su nhá, gân cao su luôn. Đấy, màng giấy gân cao su. À, con này nó xếp vào dòng cũng hiếm hoi đấy, không phải là nhiều. Đấy. Và mới với mức giá 3.9 triệu thì báo cáo quý vị là phải nói là nó rẻ như cho. Có những đôi loa thì các bác tìm cái gọi cái có ngay, nhưng có những đôi loa không thể kiếm được ngay đâu. 3.9 triệu đôi loa này. À, dòng loa này phải nói là cái thương hiệu này phải nói là cái thương hiệu từ trước đến nay là nó xếp vào dòng thương hiệu gọi là dòng loa cũng như là cái thương hiệu sản xuất những cái đồ ra nó gọi là dòng của quý tộc, dòng quý tộc là quý tộc. À, để đi sâu hơn thì mời các bác cứ gõ tên nó em vào, tên nó này, tên thằng này vào, không cần đuôi đâu, vào thì quý vị mới tham khảo thì nó nổi tiếng như thế nào và nó có giá như thế nào, vậy thôi. Còn là tiếp tục sang đây em chào đón quý vị đến với đôi loa có mức giá là 3.3 triệu. Đây là đôi loa 3.3 triệu có mức giá, đôi 3.3 triệu đôi loa PSB. Quý vị nhìn cái màng nó này, này đôi đàn hồi nó này, em ấn cho quý vị này, nó thụt phải cả phân luôn, không thể coi thường nó được. Đấy PSB. Đây, em quay phía sau cho quý vị này. Đó là lô loa PSB, PSB 300, PSB 300. Con này hàng made in Canada. Quý vị nhìn đằng trước thế thôi, vậy tại sao thấy cái độ nhún của gân nó cả phân như thế? Đây, lỗ thông hơi nó nằm đây này. Con này cho chất bát thì cho quý vị mê luôn rồi. Và dòng loa Canada rất là dễ ghép, em đã nói rồi, rất là dễ ghép loa. Chất bát rất là sâu, ấm. Chất sâu, bát sâu, rất ấm. Sâu, ấm và nặng. Và riêng loa thì báo cáo quý vị là loa Canada nó xếp số lượng khá là nhiều. Nếu mà để nói ở nhà em thì loa Canada nó phải chiếm đến tầm khoảng độ 30% loa Canada. Và loa Canada thì họ sản xuất ra rất nhiều mẫu mã, rất là nhiều mẫu mã. À, vừa đây em quên mất không đo cái kích thước cái con loa bèo cho các bác này. Chiều ngang của em nó là 25 này. Chiều sâu cả e căng nó 16, 17. Chiều cao này 1 2 chiều cao 45. À, còn về con loại PSB 300 này thì nó được thiết kế rất là gọn gàng. Nhưng báo cáo quý vị là dòng tầm phòng 15 20 mét vuông thì em nó yêu hết. Với con test dom này thì nó là sở trường rồi. Sở trường của các hãng sản xuất loa rồi. Test dom là sở trường rồi. À, mức giá 3.3 triệu cũng không đắt mà cũng không rẻ. Mà để phối được một bộ nghe tầm 5-7 triệu thì nó là số 1. Hoặc là kiếm con âm đi 1-2 triệu cũng được. Nó là số 1 rồi. 3.3 triệu đôi loa PSB này. Con này có chiều sâu 22, chiều ngang 20, chiều cao thế nào 30, chiều cao tầm 32. Giá với 3.3 triệu. Tiếp theo nữa là đến với đôi loa, đôi loa này, đôi loa tại đây đi. Để quý vị đợi em chút, em nhấc cái đôi loa này ra đây để quý vị tham khảo. Đây, đôi này thì quá là đẹp, phải nói là đẹp luôn. Quý vị nhìn này, ở dưới cùng là một lỗ thông hơi rất là quan trọng. Loa này độ đàn hồi rất là tốt. Đấy, hơi dưới. À, con này phẳng trước rất là đẹp nhé, em quay đằng sau cho quý vị xem này. Đây. À, đó là đôi loa Davis. Đó là đôi loa David HTS. Đôi loa David HTS. À, con này công suất tối đa 125W, trở kháng 8 ohm. Úi giời, không thể đùa được. À, đây quý vị nào cần chi tiết thì hãy vào đường link, đường link của kênh của em, nó có đường link đây. Đấy, www.book.com. Loa của Canada. Ok chưa? Sure. Loa Canada. Đấy. À, với mức giá 3.8 triệu
Đây này, em nó còn nguyên bụi chưa lau đâu, em lau này, em lau cho các bác xem này. Đấy, bụi nhá, đó bụi nhá, chưa lau. 3,8 triệu. 3,8 triệu, công suất nó 125W một loa, vậy là đôi này tổng công suất tối đa của đôi loa này 250W. Không đơn giản một chút nào. Không đơn giản, 250W. Và em nó còn rất là đẹp, e căng còn đầy đủ luôn, e căng là được. Với mức giá 3,8 triệu phải nói là quá nhẹ nhàng, quá hay, quá đẹp, quá gọn gàng cho quý vị với một căn phòng. Không phải, loa còn cực kỳ đẹp, nó là đẹp xuất sắc luôn, được chưa? Đẹp xuất sắc. À, quý vị nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0911 169 901. Em cảm ơn. Alo. Vâng. Sao bác? Alo đây ạ. Alo. Số 46 anh, máy lọc đấy ạ. 46 được, em vào em xem dãy nào, bởi vì là có một số dãy hết. 46 ạ. Em đang nhìn rồi, rồi em kiểm tra 46 à, 46 47 đấy. Rồi để em kiểm tra đây, em kiểm tra luôn, báo luôn cho.